bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên đều được thực hiện từ những cú đánh đầu. Số 15 bên phía Indonesia, Taufani vào sân thay cho số 6 Ananda Rehan. Một sự thay đổi ở vị trí tiền vệ trung tâm thay cho cầu thủ đã ghi bàn số 4. Rất cần thiết một sự bình tĩnh và chắc chắn của đội tuyển U22 Việt Nam khi mà đối bạn với chất lượng đội hình của mình. Vẫn là cầu thủ U22 Việt Nam, Huỳnh Công đến. Đúng xử lý và cống hiến của hai đội với tỷ số 3-2 nghiêng về Indonesia, nhưng cả hai đội đều giành quyền vào vòng chung kết châu Á. Một tình huống mà cầu thủ của chúng ta đã chạm chân và khiến cho chúng ta đang chơi hơn người và chúng ta bị dẫn bàn, và đó là lý do vì sao chúng ta tăng cường ở trên mặt trận tấn công. Này, Huỳnh Công đến. Ngọc Thắng vội vàng, một pha xử lý vội vàng của Ngọc Thắng, nó vừa khiến cho rất nguy hiểm, rất đề phòng những tình huống lên bóng nhanh của các cầu thủ áo đỏ. Đó là cú dứt điểm của cầu thủ vào sân trong hiệp 2 Taufani. Văn Đô và Văn Khang là những người đang đứng trước quả đá phạt này. Một sức ép rất lớn mà chúng ta đang tạo ra trước khung thành của Indonesia. Và dứt điểm rất mạnh. Marcelino Ferdinand thì hai người đã rời sân. Ngày hôm nay số 14 Faja cũng không có cơ hội để lên bóng. Và thực sự là chúng ta đang làm tốt vai trò của mình. Thêm một tình huống đánh đầu. Thái Sơn đã đặt quả bóng vào đường chuyền cho Huỳnh Công đến. Thái Sơn đã băng lên rất trống trải ở bên cánh phải. Bây giờ là phản công cho U22 Indonesia. Pha ra một cầu thủ rất nguy hiểm. Còn 3 phút mà chúng ta cần phải trở lại trong 3 phút này. Đây sẽ là quãng thời gian khó khăn nhất. Và các cầu thủ không ngợi. 15 sau Fanny. Quá khó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có những bài học đắt giá trẻ. Thủ đang được các nhân viên y tế cán rời khỏi sân. Như vậy là U22 Indonesia sẽ vào chơi trận chung kết với đội thắng trong cặp đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Myanmar, trong khi U22 Việt Nam chúng ta sẽ gelandang timnas Indonesia U22 Muhammad Taufani Muslihuddin menjadi bintang kemenangan skuad Garuda Muda saat menyingkirkan Vietnam di semifinal SEA Games 2023. Pasalnya, Muhammad Taufani Muslihuddin sukses mencetak gol penentu kemenangan timnas Indonesia U22 pada masa-masa injury time atau tepatnya pada menit ke-92. Sebelumnya, Indonesia dan Vietnam sempat berbalas gol. Garuda Muda melesakkan 2 gol lewat Komang Teguh dan Muhammad Ferrari, sedangkan 2 gol Vietnam lahir lewat Nguyen Van Tung dan bunuh diri Bagas Kava. Seusai pertandingan, Taufan enggan besar kepala. Ia mengatakan bahwa kemenangan ini diraih berkat kerja sama seluruh penggawa Garuda Muda.